có biết rằng chỉ cần uống một loại nước đơn giản mà bạn có thể tự làm tại nhà, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn sức khỏe và ngoại hình của mình. Đó là nước nấu từ lá lốt, gừng và nghệ. Cách làm như sau. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100 g lá lốt, 3 lát gừng tươi và một củ nghệ. Tất cả đem nấu chung với 2 lít nước, đun sôi trong 15 phút, để nguội rồi chia nhỏ ra. Uống trong ngày. Nếu bạn muốn liên tục trong 30 ngày, bạn sẽ nhận thấy những kết quả tuyệt vời sau đây. Thứ nhất, tạm biệt hôi miệng, viêm xoang và các bệnh về đường hô hấp. Thứ hai, tạm biệt đau mỏi, viêm khớp và các bệnh về cơ xương. Thứ ba, tạm biệt đau lưng, đau vai gáy, tê bì chân tay và các bệnh về thần kinh. Thứ tư, tạm biệt mỡ thừa, da nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy để tôi biết. Có biết rằng chỉ cần uống một loại nước đơn giản mà bạn có thể tự làm tại nhà, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn sức khỏe và ngoại hình của mình. Đó là nước nấu từ lá lốt, gừng và nghệ. Cách làm như sau. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100 g lá lốt, 3 lát gừng tươi và một củ nghệ. Tất cả đem nấu chung với 2 lít nước, đun sôi trong 15 phút, để nguội rồi chia nhỏ ra. Uống trong ngày. Nếu bạn muốn liên tục trong 30 ngày, bạn sẽ nhận thấy những kết quả tuyệt vời sau đây. Thứ nhất, tạm biệt hôi miệng, viêm xoang và các bệnh về đường hô hấp. Thứ hai, tạm biệt đau mỏi, viêm khớp và các bệnh về cơ xương. Thứ ba, tạm biệt đau lưng, đau vai gáy, tê bì chân tay và các bệnh về thần kinh. Thứ tư, tạm biệt mỡ thừa, da nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy để tôi biết.